Trấn Thành bất ngờ nói chuyện con cái, tiết lộ kế hoạch nếu Harry Won không thể sinh. Trấn Thành bất ngờ nói chuyện con cái, vạch rõ kế hoạch nếu Harry Won không thể sinh. Sau hơn nửa thập kỷ về chung một nhà, Trấn Thành, Harry Won trở thành cặp vợ chồng có sức ảnh hưởng nhất nhì V-biz. Thời gian qua, nhiều nghi vấn xoay quanh cuộc sống của cặp đôi, từ việc ly hôn, có hợp đồng hôn nhân hay thông tin Harry Won mang thai, đều gây chú ý. Mới đây, trong một chương trình, Trấn Thành gây chú ý khi tiết lộ những vấn đề liên quan đến chuyện con cái. Theo đó, nam MC từng trao đổi với Harry Won với việc sẽ nhận con nuôi nếu quá bận công việc, từ 30 đến 50 tuổi mới muốn có con. Việc cho có con dù đã kết hôn nhiều năm từng là chủ đề khiến Trấn Thành, Harry Won bị đem ra mổ xẻ. Bản thân Harry Won từng chia sẻ bị ung thư nên mặc cảm, lo lắng chuyện mang thai. Vốn là người chồng tâm lý, Trấn Thành không đốc thúc vợ, mà luôn cảm thông, chia sẻ. Trấn Thành từng nhận định không quan trọng chuyện có con với Harry Won vì thời gian dành cho vợ còn không đủ. Trên chương trình livestream thành phố 18 giờ, Trấn Thành từng bộc bạch không phải vì anh không thể có con, mà là anh không muốn. Khi chúng ta có con có nghĩa là tạo ra cho hành tinh này thêm một sinh linh. Nó có thể là sinh linh tốt và cũng có thể xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đủ sự chia sẻ, bảo bọc của bố mẹ. Nhiều khi tôi không biết con mình lớn lên sẽ như thế nào. Harry Won từng nhận xét ông xã là người tử tế, phóng khoáng và ga lăng. Về phía Trấn Thành, bà xã là một người dễ thương. Mỗi khi ở bên Harry Won, anh được sống thật với chính mình. Nhiều năm cưới nhau, mỗi ngày cả hai mở mắt ra cũng là nụ cười. Gần đây, Trấn Thành khẳng định chỗ đứng trong làng giải trí qua hàng loạt thành công ở nhiều lĩnh vực như MC, đạo diễn. Harry Won hoạt động âm nhạc nhỏ giọt. Cô tiếp tục điều trị bệnh liệt nửa mặt từng mắt phải. Mới đây nhất, Harry Won khiến người hâm mộ xót xa khi tiết lộ làm việc đến kiệt sức, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ.